chiều ấy. Con vung cao đi ạ. Vung cao lên. Ý thổi đi. Ai còn bóng quanh Huy làm kìa. To chưa? Đấy. Con này đừng đứng gọn vào, con phải nhìn xung quanh không có ai, con bắt đầu con vung nhá. Tí đã rửa. Nước. Lắp vào. Đứng hẳn ra, con ra chỗ ai này con này. Đấy, đứng lại, ra lại, đây. Cao lên, cao tay lên. Ý đứng dưới kia đây, ý đứng dưới kia đây. Huy giơ cao tay lên. Đấy. Cô này, té tí đi xe giỏi. Đi xe giỏi thế, đấy. Đấy phải 5 tuổi. Con đấy phải 4 5 tuổi. Hứng tiếp vào, con hứng tiếp vào, đúng không? Mở ra, mở ra. Vuốt tiếp. Vuốt cao tay lên. Đẹp thế, quả đầu tiên đấy. Quả quay quay này, con cầm này, con quay 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 này. Giống lúc đầu ấy. Cao tay lên tí. Cao lên, cao lên. Bật tí rửa tay. Tí có rửa tay cho. Nào. Bật lên bố cầm cho con để con thổi nhá. Nào vuốt đi, vuốt đi nào. Mở to ra vuốt nào. Rất nhiều bóng của ý, rất nhiều bóng nhá. Ừ, của Nghi ít lắm. Các bạn nhìn bạn ý này. À, bạn ý thổi rất siêu này. Thổi bốn cân rồi bạn ý thổi nhá. Nhẹ thôi Huy ạ. Huy vuốt nhẹ thôi, nó đẹp. Huy béo như chùm tuổi. Xong rồi ta thổi tiếp thế nào. Vuốt thế nhẹ quá. Hai cái ta thổi mà chùm cho. Huy ơi. Huy, anh em thổi hai xong hai anh em quả to quả nhỏ đấy anh. Rồi rồi rồi, ra chỗ Huy thổi. Bóng của anh Huy to chưa? Thế con thích cái gì? Thích giống Huy béo á? Anh Huy cho em vuốt một cái nào. Anh Huy cho em vuốt một cái thử nào. Nước rửa tay ở đâu đây? Tí nữa mua nước rửa tay. À, cho em mình vuốt một cái nữa nào. Bột lên nó nhiều nhỉ? Nhiều, hôm nay cho ý vuốt một cái nhá, để bột chấm cho ý vuốt này. Nào. Nào, ý vuốt đi. Nó phải giữ, vừa giữ vừa vuốt mà. Vuốt nha, rửa tay. Có bóng nghe to chưa? Bóng nghe to chưa? Vỡ à? Bóng nghe vỡ rồi. Mẹ nó.